Bây giờ ăn dĩa cơm đổi hết 5-6 dây số ha. Đổi chứ không có lấy tiền. Đổi. Đổi dĩa cơm. Ăn dĩa cơm không lấy hết. Đồng ý luôn hả? Ăn dĩa cơm đổi 5 năm... Đổi cơm mà. Đổi cơm thôi hả? Đổi cơm thì vậy là đổi tôm lấy mấy tệ số đổi cơm. Xong cho nó ngủ. Giờ dắt nó đi bán chi? Hả? Nhà ở đâu? Hả? Nhà ở đâu? Dạ, Campuchia. Vì nhà Campuchia. Người Việt mà. Dạ. Người Việt mà đúng không? Sao ở nhà Campuchia là sao? Con không biết nhiều. Con biết ít ít á, không biết nhiều. Nhà ở đâu lận? Ngủ bên xe Chợ Lớn. Ngủ ở bên xe Chợ Lớn hả? Dạ, mướn. Rồi vợ làm gì? Vợ cũng đi bán luôn. Dạ dạ. Ngủ ở bên xe hả? Dạ. Dạ đó. Ngủ chỗ nào của bên xe Chợ Lớn? Mướn phòng ta. Mướn phòng ta hả? Dạ, một tháng một chiều rồi. Tháng chiều rồi? Dạ. Xong cho nó ở nhà nó ngủ mấy đứa con rồi? Hai đứa con. Còn đứa nữa đâu? Vợ dắt đi hả? À? Campuchia, 5 tháng, em bé 5 tháng. Đang để 5 tháng, em bé 5 tháng đang ở Campuchia? Dạ. Yeah. À. Xuân, hai người con. Thế chồng mà dắt đứa này theo đi Sài Gòn? Hai người con bán vé số, xuống á, xuống bán vé số. Hai người con đi bán vé số hết? Dạ, dạ. Rồi vợ đang đi bán ở đâu? Ở Campuchia. Vợ bán Campuchia hả? Không, Campuchia. Là sao không hiểu trời? Sao vậy hả đâu? Vợ Campuchia. Em bé 4 tháng, 5 tháng. Bây giờ vợ đang bán ở chỗ nào? Con không biết nhiều. Chào quý vị khán giả thấy không đó nha. Con không biết nhiều á, không biết nói á. Vợ đâu? Thấy tội. Dắt con đi bán buôn. Vợ. Mình người Khmer là dạ, người Khmer. Dạ, dạ. À. Từ bên đó, từ đó qua qua Việt Nam bao lâu rồi? Mới xuống 15 ngày chú. Mới xuống được 15 ngày, xí bay. Xí bay, ăn cơm. Hả, à, xí bay? Dạ. Yeah. Ok không? Đồng Hương. Dạ. Xí bay. Xí bay. Xí bay ăn cơm. Hả? À, xí bay. Dạ, dạ. Ok, vậy. Nè. Nè con, ăn cơm đi. Dạ, dạ. Đây, rồi ăn đi. Rồi, hay cho con, cho dĩa nữa đi. Cho dĩa nữa cho cha cha ngoại. Rồi, ăn cơm đi. Chào quý vị khán giả, thấy con nghiệp không? Đó. Thì mang nổi bụng. Ăn đi con ăn đi. Ăn đi, ăn đi, hai cho con ăn đi. À. Còn bao nhiêu tờ? Bằng hết cho em bé đi ngủ. Bán hết cho em bé đi ngủ. Dễ thôi, ăn dĩa cơm lấy cộng số trừ. Cho con ăn dĩa nè, mắm cay nè. Không, chị. Không, cho nó ăn dĩa nữa đi. Dĩa cho dĩa em bé. Cắt ra. Em bé ăn không hết. Ăn không hết hả? Một chén được rồi. Cho nó một dĩa. Cắt nhỏ nhỏ giùm cho bé. Dạ. Dạ. Bây giờ ăn dĩa cơm đổi hết 5-6 dây số ha. Đổi chứ không có lấy tiền. Đổi. Đổi dĩa cơm. Ăn dĩa cơm không lấy hết. Đồng ý luôn hả? Ăn dĩa cơm đổi 5 năm. Đổi cơm mà. Đổi cơm thôi hả? Đổi cơm thì vậy là đổi tôm lấy mấy tệ số đổi cơm. Không biết. Không biết hả? Dạ. Bây giờ có mấy tệ số? Giờ dĩa cơm này một dĩa là 200 ngàn, hai dĩa là 400 ngàn. Mấy tệ số? Đổi 20 tờ. Con này bán 200 ngàn dĩa. Con khổ lắm không có tiền luôn. Con khổ lắm không có tiền, thấy thương không thấy đồng nghiệp cả nhà. Đó, cả nhà quay qua đây nè. Đó. Nó chơi chứ để đi đếm đi anh mua giúp giùm cho. Dạ dạ. Thằng này nó liệu nó đếm làm bậy không có đúng. Em đếm đi. Đếm hết luôn á chú. Rồi lấy hết. Bao nhiêu tờ? Ăn đi con. Ăn đi con, đồng nghiệp. Rồi cả nhà ăn cùng xe. Cái này ở ngoài đường.
tính dắt mọi người đi ăn cơm thì cuối cùng á là chuẩn bị đi đầm Tháp đám cưới Quyền. 41 rồi như vậy 410 ngàn. Em tên gì? Tên Chi. 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 Bà nè. Nè. Chi. Tôi tên là 8 lựu đạn. Dạ dạ. Tên 8 lựu đạn. 8 lựu đạn. Dạ, tên... Nói lại coi. 8 lựu đạn. 8 lựu đạn. Ừ đúng rồi. Dạ. Vô đạn. Vô đạn. Dạ. 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 Tên vô đạn. À, trái lựu đạn. Tên vô đạn. 8 lựu đạn. Dạ dạ. Nói lại coi. 8 lựu đạn. 8 vô đạn. Ok. Dạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 33. 33. Vợ bao nhiêu? Vợ 2 năm. 2 năm. Dạ. Vợ đang ở đâu? Vợ Campuchia. Vợ ở Campuchia lận. Dạ, em bé 5 tháng. Đang giữ rồi. Đang giữ em bé ở Campuchia. Dạ dạ, ở Campuchia. Hai người con xuống bằng với số. Hai cho con qua đây bán số. Dạ 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 dạ. Nói thiệt không? Dạ. Nói thiệt không? Có nói thật không? Còn hai người con xuống bằng với số. Có đem theo giấy tờ không? Đi về có đem theo giấy tờ không? Giấy chứng minh. Không biết. Giấy tờ tùy thân á. Có giấy tờ passport gì không? Không có. Không có thì sao đi qua được cửa khẩu? Không có sao qua đây được. Không có chứ. Em không biết nói chú. Không biết nói nhiêu. Ăn cơm trước đi. Tính vậy. Nào con ăn đi à con. Vậy cho ăn á thì cho hai cho con đó sang từ nào bây giờ sang có mua giấy số sang nói lật luôn sang mua cho cái trường hợp nào sang giúp ba sang mua thôi chứ sang có chơi giấy số thì không có mong cầu cái sự mà trúng số nọ này kia nọ thì đó là cái tâm sang nghĩ thôi cho nên là sang có mua cái hai cho con tội nghiệp nó sang mua giùm nhưng mà quay trở lại vấn đề cơm thôi để cho hai cha con ăn uống cho nó no thai cho ăn cho ngon đi tí xíu nữa sang sẽ hỏi rồi cả nhà xem cái kết nó là như thế này đố cả nhà biết được để lại mình lần bên dưới đây vô tầm đây rồi mời cả nhà cơm biết nói nhiều biết nói ít ít biết nói ít đó nè dạ. Anh cũng người comment nè người có mê dễ thương mà chú nói cắm chia đi hả à? Chú nói cắm chia biết cắm chia không? Cà phê tới con dạ cà phê tới con à tới cà phê tới con à, nước à, nắng cà phê tới đa cà phê đa dạ đúng không dạ ok dạ là đồng hương rồi đúng không dạ à. người có mê dễ thương mà ăn ăn con cho nó mắm cho ăn rồi bé có lập tay ấy cho nó đau bụng rồi để cho để hai cho con ăn gỗ máy tay bị thẹo đó thẹo sao tay bị gì vậy tay té xe đạp để nó chưa lấy cho nhá có tiền đâu rồi đâu rồi chú con à té xe hả dạ khô không có tiền cuối cùng sang không ăn hết chỉ cơm à ăn không hết là hai cho con ăn không hết hả dạ con ăn hết em bé này ăn không hết đêm về cho em bé giờ tổng cộng là 41 tờ dạ dạ 41 tờ một ngày đi bán được bao nhiêu tờ 360 tờ dạ dạ 360 tờ lời được bao nhiêu tiền 3 triệu 2 360 tờ làm sao mà lời được 3 triệu 2 ý là vốn 3 triệu 2 vốn 3 triệu 2 lời á lời được 400 ngàn ra bao nhiêu tiền một ngày 300 300 ngàn tiền mua với số khác tiền bằng với số hết 300
này là chủ giao cái số cho mình đi bán, bán giùm cho chủ hay là mình bỏ vốn ra mua? Mình bỏ vốn ra mua hay là mình đi bán giùm? Em không biết chú. Không biết. Dạ. Đấy, có một số những người đã ở xa xứ, đã vô Sài Gòn ra sống á, thì đã ở một cái khu tập thể nữa. Vô đó toàn mấy chị em là bán cái số. Thì có một cái người tổng đại lý giao số cho những người bán. Bán thì mỗi ngày nó bán lại nhiêu người ta trả lương cho bao nhiêu đó. Đó, dư đem về cho họ bán hết rồi thôi. Thì tiền ăn tiền nhà như thế nào thì có những cái như vậy. Có nhiều người thì người ta có vốn là từ bỏ tiền ra người ta lấy, lại ăn lỗ chịu và khác. Em nói em qua Việt Nam 15 ngày rồi. Dạ dạ. Vậy chứ em không có giấy tờ em qua Việt Nam làm sao em qua cửa khẩu? Có giấy chứng minh được. Người Campuchia mà giấy chứng minh gì em? Ủa, bây giờ xài gì? Bánh bò. Bánh bò. Bánh bò. Không biết. Ở từ Campuchia đi về không có bánh bò sao về Việt Nam được? Sao qua cửa khẩu thì, được? Em không biết nói, biết em biết rồi, chi nói biết rồi, tại em biết nói. Không biết nói cho chi nghe. Nói cứ nói đại đi. Em không biết nói cho chi nghe. Và biết cách giải thích. À, chi nói cho em ngó rồi, nói biết rồi. Ừ. Tại em biết nói. Biết Việt Nam ít ít á. Là cái bát bò. Bát bò biết rồi. Đâu rồi? Ờ tại Nhật Bản này. À có. Có bát bò mà. Này. À giấy tờ Campuchia. Để ăn cướp Campuchia. Okay, có rồi, có giấy tờ Campuchia. Em định khi nào về thăm vợ? Dạ. Định khi nào về thăm vợ? Không biết. Khi nào về lại Campuchia? À, một tháng lên. Tháng về lần á? À, một tháng lên. À, Bảo Bách á, Bảo Bách Sa Riêng á, chú biết không? Biết. Bảo Bách Sa Riêng á. Ở đó tôi ở bên Công An Som. Bảo Bách Sà Riêng á. Biết. Sà Riêng. Ở Sà Riêng. Dạ Sà Riêng. Từ Sà Riêng lên Công An Som nữa. Cảng Công An Som. Có đúng không? Dạ dạ. Có đúng không? Dạ. Tôi ở cả cảng Công An Som này. Casino và Phò Mó. Phò Mó. Chú biết không Phò Mó? À tới khu. Phò Mó. Nghe. Em lên xe đi bên xe bút vé. Bên xe bút vé. Chú biết không? Bên xe nằm ở chỗ đại trường đại học đi dược. Xuống bên xe Trà Lơn. À. Xuống bên xe Trà Lơn. Vô phong 5 giờ đi bằng dây số. Qua đi nhẹ đó, em đi đông người không? Ở bển qua đây đông người không? À 3-4 người. 3-4 người đi chung. Rồi qua đây mướn ở phòng chung luôn. Rồi cũng vô, đỡ. Vô phong chung á. À. Mương phong tả chung á. Dạ. Mà trả chung vậy là một tháng hết nhiêu tiền? À, 1,5 triệu. 1,5 triệu cho một người. Dạ. À, bộ, 5 người, ngủ 5 người. 5 người. 1,5 triệu một phòng ở 5 người. Dạ 5 người. Một phòng ở 5 người chi trị người đóng á. Có 300 ngàn. 1,5 triệu. Đâu? Không. 5 người 1,5 triệu. 1,5 triệu, dạ dạ. Chia ra tháng người có 300 ngàn cũng đỡ. Lấy nước hạt, nước 100, đen 100. Nước á. Tiền nước 100, tiền điện 100. Dạ, tiền điện 100 nữa. Ờ. À, 1,7 triệu. 1,7 triệu chia 5 người. Dạ dạ. À, vậy cũng được. Chạy ra người 300 mấy thôi. Cũng đỡ, hai cho con. Hai người cho con xuống á. Một tháng đem về cho vợ được bao nhiêu tiền? Ờ 200, ờ 2 triệu. Tháng đem về cho vợ 2 triệu. Rồi, dạ. Lao nghiệp. Đi mua sơ cho em 5 tháng ạ. Mập á. Hả? Mua sữa cho em bé 5 tháng uống. 5 tháng uống. Mua sữa cho. Dạ. Có con 5 tháng. Về mua sữa ở đây em về ha, mua ở bên bển. Về Campuchia mua. Về Campuchia mua. Dạ. À. Hai người con. Em hai người hai người con. Hai đứa con rồi. Hai đứa con. Thôi gắng cố gắng bán. Bán để kiếm tiền đem về cho vợ nuôi con. Gán đi. Nha. Từ từ sẽ bán được. Dạ.
Rồi đứa bé này á, chắc nó lần sau đi về á, đợi gỡ ở bên Campuchia luôn đi, dắt đi theo tội nghiệp. Cứ đi theo thấy nó gian nắng rồi tội nghiệp nó. Bé đẹp gái ghê vậy. Em bé này không biết tiếng Việt. Đi theo tôi đi làm không? Em bé này không biết tiếng Việt. Đi theo tôi đi làm không? Con đi làm. Làm tôi nuôi cho nhân bé này luôn. Để con ở nhà cho vợ, rồi em qua đây đi làm. Làm ở, ở Sài Gòn mình nè à. Đó, hoặc là đi làm cho ông này nè. Đem tiền đó về lo vợ con mình. Mình có ăn uống đầy đủ. Dạ dạ. Có dắt bé đi bán rồi tội nghiệp đó. Dạ dạ. Hiểu hiểu ý chưa? Hiểu hiểu. Đi làm cho tôi không? Làm không? Làm làm. Làm làm à? Mà làm cái gì? Biết nghề gì không? Thì, nào không được. Làm nào không được. Làm cái nào cũng được. Dạ. Nhưng mà em có biết nghề gì không? Biết. Làm nghề hồ, thợ hồ biết không? Hồ gì? Xây dựng. Xây nhà. Xây không? Nhà. Phụ hồ được không biết không? Biết phụ hồ không? Cu ly. Cu ly. À, em đi em biết. Nói em biết. À làm nhà nè. Xây nhà. À, biết. Biết không? Biết. Nói vậy chứ thực sự em nó ngủ tịch cho bên kia á thì có làm cho sang cũng khó là biết sao không, tại vì về cái thủ tục mình đăng ký tạm trú làm dân á rất khó, rất là khó, thì mình chưa chắc mấy người nước ngoài cho nên rất khó cho em á, chứ nếu nếu mà em nó có nếu mà em nó có giấy tờ thì sang cho em nó làm để nuôi đứa bé này luôn cũng được. Rau nhưng mà con cá ngủ tịch ở ngoài sao không dám giới quạ vô ăn chuối luôn. Vậy Campuchia. Đúng rồi, ăn cướp Campuchia. Campuchia sáng sủa thiệt mà đúng không? Để tội nghiệp. Campuchia. Em tên gì nãy nói lên gì? Tên Chay. Chay. Bây giờ nè anh trả tiền cái số. Dạ dạ. 41 tờ. Dạ 41. Bốn món tờ. Dạ thôi. Rồi thôi đi. Cái nào đâu đó sòng mẳng nha. Ăn cho buôn so nha. Mua số phải trả tiền nha cả nhà. Đó. Không trả tiền cũng được. 8 lũ đạn mà tôi tên 8. Thôi 90. Thôi 90. À đúng dạ, rồi dạ. Nhớ tên anh không? Dạ. Nhớ tên anh không? Tên dạ. Gì? À, quên rồi. Ở quên rồi. Tám lũ đạn. Tám vô đen. Nói lại là tám lũ đạn. Tám vô đen. Ừ đúng rồi, tên tám lũ đạn. Tám vô đen. Rồi anh tặng cho 2 triệu nè. Để về cho mua sữa cho con. Dạ dạ. Cái này gửi tặng 2 triệu. Dạ dạ, cảm ơn sư nhiều. Không có đừng có chấp tay bình thường. Nam mô ta sa. Nam mô ta sa. Bhagavato. Akon pu, akon chan ra chun poi pu ra si chap mien. Sa thu, sa thu. Sa thu, sa thu. Mặt sáng quá anh ha. Mặt mặt, đừng có tên thôi chứ gì. Chay. Chay. Dạ chay. Gương mặt rất phúc hậu. Cái trái tay thôi. Em biết sao không? Tính là dắt cho nó theo mình đi làm. Chú xin. Trời ơi, không có quyết tật đó. Ai phu thoát công bằng. Xin. Chụp tấm hình à. Dạ. Chụp tấm hình. Rồi đó. Rồi coi, ngồi lại. Để máy chụp luôn. Ok. Ok. Chúc hai cho con nhiều may mắn. Dạ. Chúc hai cho con nhiều may mắn. Happy. Chúc cho nhiều cái sự may mắn. Chúc sức khỏe. Ừ. Dạ. May mắn. Chúc bình an. Dạ. À. Không biết. Mình nói nhiều quá thì chưa không trời hiểu ơi, hết. Nếu bấm cái điện thoại là không vô toàn tiếng Campuchia không biết được bấm. Tiếng Campuchia hay luôn. Gắng cố gắng bán được nhiều vé số nha. Bán dạ. Đắt là bán nhiều á. Dạ dạ dạ. Rồi lấy tiền về nuôi vợ. Dạ dạ. À. Dạ. Dạ cảm ơn chị nhiều chú. À. Dạ cảm ơn nhiều chú. Không sao. Dạ. Dạ. Biết sao không cả nhà? Chúng ta đến với nhau là nó chỉ là nhân viên rồi đến với nhau
trong phần pháp ta nói là tùy duyên đó. Nói cũng lý, cũng lý. Giống như hồi nãy sáng mới nói em, nói em nó hiểu. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa. À, dạ, ở Campuchia. Đúng rồi. Bụt thăng chananang gacchami. Dạ. Đúng không? Dạ dạ. À, rồi à, nói chung là em nó cũng biết đọc kinh luôn, biết Phật pháp luôn. Đó. Mình đến với nhau chỉ là nhân viên. Chị cái tiếc có cái là sang đến giúp cho hai cha con có cái chỗ ăn chỗ ở, có công việc làm. Anh như bằng anh nhặt nồi, anh vẫn đứng quốc tịch Campuchia, anh quốc tịch nước ngoài, sang vợ sợ quạ vô ăn chuối không thôi chứ ở người Việt thì nếu mà hữu duyên sẽ giúp, rồi giúp cho công an việc làm có chỗ ở thôi thì dạ. Tùy duyên, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đó thì tính ra em đó là cũng là một người đàn ông gái đáng trân trọng. Đây chụp 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 em đó hiền rồi chứ gì. Ok vậy cái đưa cho mấy người xong rồi phòng trọ cái người ta bắt hiện cho liền đó thì nói chung là hai đứa bé nó tội nghiệp. Nếu mà em nói là người Việt có thì để tạo cho em nó có công ăn việc làm, có nhà ở, có chỗ ở, nhưng mà em nói là người quốc tỉnh nước ngoài mà đâu dạ, đó đó là mình làm vậy là mình sai quy định đó. Bên, thôi tùy duyên nha, cái gì nói chung là hai cha con cũng có duyên. Sang chở Phi với lại con đậu con bay với vợ sang đi ăn cơm tấm, vô tình gặp hai cha con thôi, thấy có công nghiệp có chết bà cho hết là còn có hết tiền. Dạ. Em cho anh tiền đổ xăng anh đi vé còn mẹ còn đủ mà uống biên vé dạ, dạ. 10.000 cũng đi tại cho quay về cho vợ coi à nè uống gặp mình rồi đó à. Dạ. Anh đi vé mình vẫn ăn uống biên à dạ. lại à dạ, dạ. Ok rồi thôi chúc nhiều sức khỏe. Dạ dạ à. Cho con về ngủ sớm đi. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. Bye bye, cho anh mượn là cảm ơn. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Ừ. Lấy nước mía con, lấy hộp cơm đi con. Ừ. Trời đô la sao nhiều quá. Quá trời đô la luôn. Cả đồ cái đồ. Tính tiền cơm, Tính tiền cơm. Chào. À con. Cả nhà có nhiều quá câu chuyện mà nhiều hoàn cảnh khổ, mà nhiều câu chuyện rất là đáng thương. Thực sự ra thì một cái miếng ăn nó không có đáng là gì, nhưng mà thấy hai cha con ăn cái dĩa cơm mà sang lấy thương thì trong lúc hai cha con ăn sang tới nhị cũng không có hỏi gì nhiều, mà lâu lâu sang dòm qua thấy cái nét mặt hai cha con rất là thương lắm. Nào giờ sang có chơi với số cả nhà, không có chơi còn đầu tiên mua với số nữa đó, mua hồ đẻ mà giúp cho hai cha con thôi. Đó là cái nhân viên người đàn ông đáng được trân trọng. Vợ thì ở quê nhà, ở đất nước khác, ôm con đi qua đất nước khác để bán mưu sinh bằng tờ giấy số, kiếm đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình. Chứ không có đi xin xỏ ai. Hai cha con cũng lại xin xỏ sang nữa. Sang vô lần, sang vô ăn cơm, sang thấy. Thấy đứa bé đầu tiên là sang đập vô mắt sang, là sang thấy đứa bé. Sang hỏi tại sao cũng giờ này không cho cháu nó về ngủ mà dắt cháu đi bán. Thì sang mới biết được cái câu chuyện của hai cha con ở từ Campuchia qua.
vì chén cơm anh nấu, vợ nhà mới sanh được 5 tháng thì còn non tháng, cho nên thì em trai này mới đành ôm đứa con bỏ quê hương để mà đi qua một cái đất nước xa lạ, sinh sống bằng cái nghề mưu sinh vé số, phải dắt con đem đi theo bán vé số. Cho nên thì thấy những hình ảnh như thế này Sang rất là thương, rất là trân trọng ở những người mà ta kém may mắn mà ta có lòng tự trọng. Đôi lúc mà những cái lời nói Sang nói, Sang không có qua Mỹ, không có nói ngọt được, nhưng mà nhiều khi là mọi người hiểu nhầm những cái bản chất của Sang, chiêu trò chọc ghẹo người ta, hoặc là mình xem thường người ta, nhưng mà thực chất ra không phải cả nhà. Sang muốn giúp ai đó, Sang hay tìm hiểu cho nó kỹ càng kể. Nhưng mà qua cái tìm hiểu, Sang rất là trân quý và trân trọng cái cậu thanh niên này, tuy còn trẻ tuổi nhưng mà có trách nhiệm với vợ con. Một người đàn ông như vậy thực sự ra đối với họ cũng là một cái sự gục ghè, mà khi họ phải ôm con đi kiếm từ đồng, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh chăm lo cho gia đình thì họ buộc họ phải làm, họ đủ họ đi, nhưng mà trong lương tâm của họ không xin xỏ và lừa gạt bất cứ ai, là họ cũng cảm thấy an lòng. Và điều may mắn ngày hôm nay Sang gặp được hai cha con, cho Sang thêm được cái góc nhìn giá trị của cái bài học của cuộc đời. Dù mình có ở bất kỳ ở hoàn cảnh nào, đừng bao giờ mình bi quan và bỏ cuộc, luôn mỉm cười để mà chấp nhận cái số phận, đừng đổ lỗi và lý do hờn trách bất kỳ một cái số phận nào hay một ai nào đó. Cho nên thì chúng ta hãy luôn biết đủ và biết chấp nhận và mỉm cười để mà chúng ta vượt qua những khó khăn. Đó là những gì mà Sang học hỏi ở chỗ hai cha con Sang mới vừa gặp, người quốc tịch Campuchia, quý lắm. Sang thấy rất là đáng trân trọng cái người đàn ông này. Qua câu chuyện này thì Sang gửi lời đến cho tất cả những ai đang có những cái câu chuyện không hay, mình đang buồn, đang trách, đang hờn hay đang giỏi, thì cho Sang gửi lời khuyên: hãy biết chấp nhận mọi hoàn cảnh để mà chúng ta luôn mỉm cười thì cuộc sống này nó tốt đẹp hơn. Đó là những gì Sang chia sẻ và cũng như là gửi đến cho những ai rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Hãy tin vào nghị lực và chính mình, một ngày nào đó mình sẽ vượt qua, dù đó là công việc làm tiền nhiều hay tiền ít, miễn chúng ta có ý chí để chúng ta vươn lên, vượt khó vượt nghèo, là một ngày nào đó chúng ta sẽ được thành công nha cả nhà. Rồi thì đôi phút tâm sự nhiều chuyện của Sang giữa đường với câu chuyện của là hai cha con Việt kiều Campuchia, khá là thú vị đó. Đang ăn cơm xong nó nổi quán cơm của người ta dẹp luôn, ngồi ở đây người ta quét còn chưa chịu về, đúng là tám lưu đạn, tám nhây ngay gần chết luôn, ngay bà cố luôn. Chúc sức khỏe đến tất cả mọi người luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống này. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.